VTV xin kính chào quý bạn và các vị, và trước mắt chúng ta sẽ là trận so tài siêu kinh điển trong khuôn khổ giải bóng đá các lứa tuổi Khánh Vân 2022 tại sân bóng thôn Khánh Vân. Chúng tôi xin lỗi quý vị và các bạn. Bóng rất là bập, quá nguy hiểm. Tình huống đánh đầu vừa rồi của Quốc Ngọc, nhưng rất đáng tiếc bóng đến tìm đến cột dọc khung thành của Phùng Đạt tại Khánh Vân. Thì thật sự họ đang làm đẹp thêm, đang tô thêm sắc màu cho giải bóng đá các lứa tuổi Khánh Vân 2022. Và thật sự món quà về mặt tinh thần được mang đến cho các cầu thủ. Nguy hiểm, quá bất ngờ trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Một tình huống lập bập và ngay lập tức số 98 bên phía 8589 Việt Anh đã lên tiếng. Một tình huống bắt vô lề rất nhanh, mang tên 9498. Bóng lập bập và một đầu. Quá bất ngờ, quá đặc biệt. Và cay cả những người làm kỹ thuật như chúng tôi cũng không tin đó là một bàn thắng nữa. Một bàn thắng đến từ sân nhà của Phùng Đạt. Quá bất ngờ. Thật sự là cụ dùng và muốn mang đến cho khán giả, cho những người hâm mộ những chất lượng hình ảnh tốt nhất của mình. Và khi chúng tôi đang nhắc đến VFTV thì ngay lập tức 85-89 có cho mình bàn thắng một cách đầy bất ngờ. Và dứt điểm từ xa và bóng chạm chân một cầu thủ bên phía 90-93 từ từ lăn vào lưới. Sân trơn bóng ướt vào bóng bị trôi bắt bô lên ngay. Tình huống dứt điểm ngay của các cầu thủ 85-89. Phải biết họ làm gì để chỉ ít có cho mình bàn thắng gỡ hòa ngay trong hiệp 1 này. Bởi nếu để các cầu thủ 85-89 dẫn bàn sang đến hiệp 2 thì khó khăn sẽ rất lớn đối với các cầu thủ chạy bốc tu bốc. Thì chắc chắn trong giờ nghỉ các cầu thủ 90-93 sẽ phải có điều chỉnh của mình. Quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi khi Hải Long cắt ngang cho cột này. Và nếu như Xuân Hiếu chạm chân được vào bóng, tên Việt Anh cần phải nhanh hơn. Cũng khó cho Việt Anh. Bóng lưng từng trời quả và lại là cơ hội. Quá nhiều những tình huống cơ hội. Và thật sự khi mà những đường chuyền, những đường phạt góc, những đường chuyền bóng lên phía phạt nhanh, Lê Phùng dứt điểm bằng cột. Hai tình huống dứt điểm liên tục của tiểu Calavero bên phía 90-93. Nhưng bóng không tìm đến cột dọc thì lại tìm đến mảnh lưới phía sau khung thành của Hữu Hoàng hay không. Long Bẹo, một tình huống sút thẳng ra ngoài biên của Long Bẹo, nhưng vẫn có phạt góc cho các cầu thủ 90-93. Bóng chạm vào người của sút tiền đạo mới được tung vào sân bên phía 85-89 không hiểu ý. Bất ngờ, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, và thật sự quá bất ngờ cho bàn thắng bất ngờ vừa rồi. Quá nhiều điều bất ngờ trong bàn thắng mà các cầu thủ 90-93 tạo ra cho mình. Và phát bóng dài rất tốt của Phùng Đạt, và ngay lập tức một bóng phản công cho các cầu thủ 85-89. Dứt điểm! Quá tuyệt vời trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp bắt trong tình huống dứt điểm vừa rồi của số 10 bên phía 85-89. Pha dứt điểm đến miên trời và bàn thắng cũng 10 điểm như số áo của anh vậy. Ăn mừng đầy khoang, ăn mừng đầy cảm xúc đến từ, nhưng không phải là không có khoảng trống. Và đây là phản công cho 85-89. 4-2 cho 85-89, và họ đang chứng tỏ rằng ai mới thật sự là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch giải bóng đá các lứa tuổi Khánh Vân 2022. Phản công sắc lẹm, và thật sự với sự xuất hiện của số 10 Khánh Hà,
Xuân Huân. Đánh đầu! Một tình huống đánh đầu chấp tay cơ rất tốt của Mạnh Cường, và tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4. Thời gian vẫn còn và còn nước còn tát đối với 9-10 9-3. Khoảng cách chỉ lại là một bàn mà thôi.